Khoảng hơn chục ngày nay, công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương đổ trơ xỉ từ nhà máy đốt rác ra khu vực nằm giáp ranh hai xã Cổ Dũng, Tuấn Việt thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, gây ra mùi hôi thối khó chịu khiến người dân địa phương rất bức xúc. Theo phản ánh của người dân địa phương, công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương là chủ nhà máy xử lý rác thải tại khu liên hiệp xử lý rác thải Việt Hồng, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà. Khoảng 10 ngày nay, Công ty này dùng tro xỉ từ hoạt động rốt rác thải để săn lấp mặt bằng. Một số người dân sống gần nơi đổ tro xỉ cho hay, tro xỉ có lẫn nhiều tạp chất như vải, ni lông, nhựa, sắt vụn chưa cháy hết, trộn lẫn với nhau khiến cho người dân sống ở khu vực xung quanh phải chịu mùi khét lẹt nồng nặc. Nhiều người thường xuyên nhức đầu, chóng mặt khi ngửi phải mùi này. Vị trí săn lấp mặt bằng của khu liên hiệp xử lý rác thải thuộc xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tuy nhiên lại giáp ranh hai xã Cổ Dũng, Tuấn Việt thuộc huyện Kim Thành. Đặc biệt, hai xã Cổ Dũng, Tuấn Việt này lại nằm ở cuối chiều gió, nên thường xuyên hứng chịu khói bụi và mùi hôi thối từ nhà máy xử lý rác thải cũng như khu sân lấp. Nhiều người dân sống ở xã Cổ Dũng và Việt Tuấn chia sẻ, mấy năm qua, trong xã xuất hiện nhiều trường hợp người chết vì bệnh ung thư. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do họ phải hít khói bụi liên tục từ lò đốt rác của khu liên hiệp trao đổi với báo chí ông vũ đình hiền chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường tỉnh hải dương cho hay thanh tra tỉnh thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh hải dương đang chuẩn bị thanh tra khu xử lý rác thải tại xã việt hồng